Tin tức thời tiết hôm nay ngày 8 tháng 4 năm 2022, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển. Áp cao lạnh lục địa sẽ gây ra thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau với gió dọc đến cấp 8, sóng biển cao đến 4 mét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa đang suy yếu chậm, nên từ hôm nay đến ngày mai ngày 9 tháng 4, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc, khu vực giữa Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 17-20, có nơi dưới 17, nhiệt độ cao nhất từ 29-32. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22, vùng núi có nơi dưới 17, nhiệt độ cao nhất 28-31, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 18-21, nhiệt độ cao nhất từ 28-31. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Và khu vực tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26, nhiệt độ cao nhất từ 31-34. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.